Alo, dạ em xin mến chào quý đại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và buổi tối ngày hôm nay em mến chúc cho đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và có những giây phút thư giãn thú vị khi xem clip kể chuyện của em nha. Kể chuyện mà tao nói quá bá đạo, cực mạnh luôn, giải trí tao nói tiếu lâm cực mạnh luôn. Thì mà mọi người cùng lắng nghe cái câu chuyện của em ngày hôm nay có một cái tiêu đề rất là hay luôn. Đêm 7 ngày 3 ra giàu không xuể của con dâu xinh đẹp và ông bố chồng lực lưỡng quá bá đạo, cái kết cực thốn luôn. Thì có nhiều người nói tại sao thằng nhỏ này ngồi kể chuyện ba chồng nàng dâu con rể mẹ vợ hoài mới không biết chán hay sao vậy? Thì em nghĩ là đó là những cái nhân vật mà phá cách tạo nên những cái tiếng cười gây ấn tượng đối với khán giả, và đặc biệt là rất là nhiều người, người ta rất là quan tâm đến những cái chủ đề mà em sắp nói đến đây. Thì em xin góp vui với đại gia đình của mình trong cái ngày hôm nay ha. Thì cái câu chuyện nó như thế này đó, thì có hai vợ chồng này còn rất là trẻ đó, họ rất là yêu thương nhau, nhưng mà do hoàn cảnh khó khăn thì cái anh chồng này ảnh phải đi đến thành phố nơi xa để mà lập nghiệp đó. Anh bỏ cô vợ ở đây ở quê nhà với lại người cha già, tại vì ông bố chồng này ổng cũng rất là lớn tuổi rồi mà vợ ổng mất sớm, ổng gà chống nuôi con từ đó đến giờ, ổng không muốn chịu thêm bước nữa. Cho nên bây giờ là ổng nghĩ là thôi giờ lớn tuổi rồi còn lấy vợ chi cho nó khổ thân nữa, cho nên là thôi khỏi đi, ở vậy cho nó khỏe đó. Thì cái ổng mới ở với lại con trai, mà đó ở với con trai, bây giờ con trai có vợ rồi mà con vợ thì phải ở nhà dạng như nấu cơm, con dâu này nấu cơm giặt đồ vậy đó. Thì đến một ngày cái anh chồng này nè, ảnh đi làm ăn xa đó, thì cái cô vợ này cô cũng bấm bụng, chồng mình làm đi ăn xa cũng khóc cũng buồn, nhưng mà phải cố gắng thôi vì miếng cơm manh áo, cho nên là phải cố gắng. Cho nên là cái cô con dâu này cũng ở nhà hàng ngày cũng chăm sóc cho bố chồng cơm nước đầy đủ. Nhưng mà có cái là cái cô này cổ rất là đẹp nha mọi người, trời ơi cổ đẹp lắm, một vẻ đẹp tao nói nghiêng nước nghiêng thùng, chim sa cá lặn lặn luôn á, chứ không dẫn chơi đâu. Thì cái cô gái này nè đó, thì cổ dạng như là cổ cũng khờ, cổ đẹp mà cổ khờ lắm, cổ ngây thơ lắm, ai nói gì cũng tin hết trơn trọi. Thì đến một ngày cổ ở chung với ông bố chồng này, thì ông bố chồng này ổng cũng lớn tuổi rồi, vợ ổng cũng mất lâu rồi, thì ổng cũng nghĩ là thôi bây giờ là mình cũng gần như là 70 tuổi rồi, mà 70 nồi bánh tét rồi mà cũng chưa bao giờ mà thử coi là bây giờ cô con dâu này cũng khờ đó, bữa nào mình cũng phải, ổng cũng thích cái cô con dâu này, thì ổng bắt đầu ổng mới nghĩ là bữa nào mình ấy cô con dâu này một cái coi làm sao đó. Thì bắt đầu là ổng nghĩ là bây giờ á, cô con dâu này hiếu thảo dễ thương quá mà chồng nó đi vắng cũng tội nghiệp quá. Thì cái ngày hôm đó đó ổng mới nghĩ là làm sao để ấy cô con dâu này, thì ổng suy nghĩ hoài mà ổng biết cách nào. Ngày hôm đó thì ổng mới có một cái suy nghĩ nó lóe là chợt lóe trong đầu đó. Thì bắt đầu cái ngày hôm đó là vào lúc 12 giờ đêm đó, một cái ngày mưa gió bão bùng ha, trời mới vừa quang mây tặng, trời mới vừa ngừng mưa đó, thì cái cô con dâu này mới gom quần áo ra cái bờ sông để giặt, tại dưới quê mà đó, thì giặt đồ ban đêm để mà phơi để ngày mai có đồ để bận. Thì cổ mới giặt đồ cho cổ với ông bố chồng, tại vì chồng đi vắng rồi thì cổ như con gái chăm sóc cho trời cho bố chồng vậy đó, cho nên là giặt đồ cho bố chồng. Thì cái ông bố chồng này nè, ổng mới đứng ở ngay bụi chuối á, ổng đứng ngay đó ổng nhìn, ông nhìn nó, trời con dâu mình sao nó siêng năng mà nó hiếu thảo quá trời quá đất luôn ạ. Trời, cái ổng mới nghĩ ra trong một cái đầu của ổng là có một cái ý tưởng khá là táo bạo. Ổng mới chạy vô nhà của ổng, ổng mới lấy cái thùng sơn á, thùng sơn màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu nâu á, ổng mới lấy cái trái chuối của ổng ra. Trời đồ coi, ổng mới lấy trái chuối của ổng ra, ổng sơn lên. Ổng sơn lên màu đỏ ngay cái đầu, màu vàng ngay thân, màu xanh kế bên, màu tím, màu hồng, màu vàng, tao nói đủ sức đủ thứ màu, tao nói màu sắc hoa lá hẹ luôn, nó giống như là con chim bảy màu vậy đó. Y như con chim bảy màu vậy, ổng sơn đủ màu hết mà. Rồi xong cuối cùng ổng mới chạy ra ngoài bụi chuối ổng đứng. Thì cái cô con dâu này nè, cổ cũng ngây thơ lắm, cổ đẹp mà cổ khờ lắm. Thì bắt đầu cổ mới đang giặt đồ vậy nè, đấy bắt đầu cái cổ mới nghe cái tiếng sột soạt gì trong bụi chuối đó, làm như có người núp ở trong á. Cái cổ mới dòm, ban đêm hôm đâu có dòm kỹ đâu, cổ mới vui mắt cổ dòm kỹ, thì đó là cổ mới không thấy rõ nữa, cổ mới đi lại gần bụi chuối. Thì cổ đi lại gần thì cổ mới phát hiện ra, ủa ba, sao giờ này ba không ngủ mà ba ra đây ba đứng bụi chuối chi, mũi cắn thấy mồ luôn á. Thì cô về con dâu mà hiếu thảo lo cho ba mình, ba bố chồng là sợ mình mũi cắn. Thì cái ông bố này ổng mới nói chứ trời, trời ơi con ơi, bố đứng đây là có chuyện này bố muốn nhờ con giúp. Chẳng qua đó là kêu bằng là bố đó là có cái chuyện này bố nghĩ là có mình con có thể giúp bố thôi. Thì cái con dâu đó nói,
Dạ, con giúp bố hả? Chuyện gì thì bố cứ nói đi. Thì cái con dâu này kêu bằng ba mà ông bố chồng này ông người Bắc, thành thử ra là cứ ba bố cứ hai cái từ nó lẫn lộn vậy đó. Người Việt Nam mình á là miền Nam thì người ta gọi là ba chồng, nhưng người miền Bắc thì gọi là bố chồng. Thì lúc bây giờ là cái ông bố chồng này ông mới nói với trời là thật ra là bố chẳng giấu gì con, là lúc mà chồng con còn ở đây á, là chồng con á là với lại bố là có nuôi một con chim bảy màu, mà chồng của con á là nó rất là thương, nó thương, nó cưng nựng lắm, nó ngày nào nó cũng cho con chim bảy màu này ăn với uống nước với tắm cho nó hết. Tự nhiên bà nó đi làm ăn xa, tao nói mấy tháng nay nó không về, tao nói nó bỏ đói con chim bảy màu nó không cho ăn, mà gặp bố nữa, bố mắc đi làm nó không có cho nó ăn. Tôi nói bữa nay nó gần chết rồi con ơi, nó xỉu rồi. Thì bắt đầu cái cô này cũng nghe nói trời, vậy là cổ thương người chồng cổ lắm, cũng nghe nói con chim bảy màu mà chồng cổ thương nữa, cho nên cổ mới nói chứ đâu đâu bố, sao mà để cho nó chết đói tội nghiệp quá vậy, chi chứ bây giờ con giúp bố làm sao thì con giúp bố cho nó ăn đi, trời ơi con giúp cho nó ăn là nó chết đó con. Cái cô dâu này có nghe vậy cô cười, có nói gì vậy, vậy thì giờ đâu đâu bố cho con coi thử coi nó chết chưa, nó đói bụng hay sao, nó bị gì. Bắt đầu ổng mới đưa cái của ổng ra, thì cái con dâu này cũng cầm lên, trời ơi coi nó mềm xèo, nó rớt xuống, nó cầm lên mười mềm xèo rớt xuống. Bắt đầu cổ mới nói chết rồi, nó xỉu rồi bố ơi, trời ơi nó xỉu rồi, tội nghiệp quá, bây giờ mình cho nó ăn đi. Con đó, đúng 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 ý của ông bố chồng rồi. Vậy thì bây giờ mình cho nó ăn đi con, chứ để nó đói bụng cho hết đó con. Bắt đầu có con dâu này cổ làm theo cái ông ý chồng, ông ý ông bố chồng này chỉ làm sao thì cho con chim bảy màu để nó ăn, thì ổng làm đã đời luôn, trời lâu lâu đựng bữa hoành tráng nè, thử đã đời luôn. Tao nói xong xuôi hết rồi thì ổng cũng định đi vô trong chồng kia đặng đi đi ngủ chứ, tại khuya rồi mệt rồi. Bắt đầu là cô con dâu cổ mới nói ý ý ý bố ơi khoan đã, ba ơi khoan đã, làm như con thấy là con chim bảy màu rồi nè, trời nó ăn xong rồi nó no quá rồi, cái làm như nó ói á, nó bị ói luôn, nó ói toàn nước cơm mà. Thì bắt đầu thì ông bố chồng ông mới nói con ơi trừ đúng rồi, chắc có lẽ là nó đói bụng quá, nó gần chết rồi, nó được cho ăn nó phái quá rồi, nó xỉu lên xỉu xuống rồi, bữa nay nó ói luôn rồi, thôi kệ nó đi, kệ mẹ nó đi, rồi bây giờ mình đi ngủ con ơi, tới rồi khuya rồi. Cái ông bố chồng ông mới nói gì vậy thôi, thì cô con dâu thì cũng nói, vậy thôi vậy đi ngủ. Cái không biết làm sao nữa, trời đất xui khiến làm sao á, cái bắt đầu cái ông chồng ông đi về. Ông đi về sớm, cái hai cô vợ gặp ông chồng mừng quá, thì ông bố chồng là ông cũng lo trong bụng, đánh lô tô trong bụng, nói trời đất ơi có khi nào cái con nhỏ này nó nói cho thằng chồng nó nghe cái chuyện con chim bảy màu là mình chết chắc luôn đó. Thì ông cũng nghĩ là nếu mà nó nói ra thì mình căm đầu căm cổ mình chạy chứ làm sao nữa. Trời đất ơi, cái không ngờ là tự nhiên tình cờ đó, cái ông chồng này ổng về, cái cô vợ mừng quá mới ôm anh chồng, trời ơi, mừng quá mới mới hỏi anh chồng. Sau khi anh chồng ăn uống xong rồi thì ông bố chồng cũng sợ cái con nhỏ khờ rồi nè nó nói ra, thì ông chồng mới hỏi sao em ở nhà có chuyện gì lạ không, kể anh nghe coi có chuyện gì vui không. Thì cái anh chồng này cũng rất là thông minh, biết cô vợ này ở nhà thì khờ lắm, nhiều khi có chuyện này chuyện kia không biết, họ phải hỏi chồng, cái gì cũng hỏi chồng. Rồi cái cô này cô mới nhớ chứ, à em có chuyện này nè, trời ơi chuyện này vui lắm anh, chuyện gì vậy em, kể anh nghe coi. Là chuyện là như vậy nè, hôm bữa đó anh bộ anh có nuôi con chim bảy màu cho nó ăn, trời đó cô nó xỉu lên xỉu xuống nó sắp chết luôn hả em, hả nhờ ba kêu em cho nó ăn chứ nó không là nó chết đói luôn rồi, nó ăn xong nó còn ói ra nước cơm nữa, trời ơi nó ăn nó ngói ra cơm. Trời ơi, ông chồng nghe nó chơi chim bảy màu nào, trời ơi anh đâu có nuôi con chim bảy màu nào đâu, chết rồi em bị nó yêu à, em bị ông bố chồng ông dụ em rồi đó, rồi ba đó rồi, trời đất ơi chết mẹ rồi, trời ơi ông bố chồng ổng nghe kêu cái tên ổng không chạy, tên ổng cắm đầu cắm cổ, ổng cầm hai chiếc dép trên tay nè, ổng chạy ổng nhảy xuống sông luôn, ổng bơi 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 bọn kia vậy nè. Tôi nói đây là cái câu chuyện mà Ngọc kể đi kể lại mà Ngọc cảm thấy nó vui mà nó mắc cười dễ sợ luôn, cho nên là Ngọc lúc nào cũng mong muốn đem đến những cái câu chuyện vui như vậy để gửi đến cho đại gia đình của mình nha. Đó thì đây là cái câu chuyện em sáng tác nha mọi người, chứ nhiều người ta nói giận vơ bản quyền người ta nói là của người ta nó khổ lắm, cho nên là em mong muốn đem đến những tiếng cười cho cộng đồng và niềm vui, và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe cái câu chuyện em. Em mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào, bye bye.